không tử tế xin đừng đẹp trai. Trời ơi, con bé này nó chữ mà nó chữ cũng nhân văn nữa. Còn gì nữa, ông đẹp trai tôi mới chọn bán với ông. Ôi, còn mấy người đẹp gái. Trời ơi, nhìn cái là chịu ấp chịu đau luôn. Nhìn cái là muốn xỉu luôn á. Đó, đó, bởi vậy hai đứa mình mới bán chung. Đúng rồi. Vậy mà còn đòi đuổi. Sao đẹp quá vậy? Kỳ quá à, đừng có làm vậy nghe không. Thuận thì giống ké quá, sợ quá. Đừng sợ nha. Hay chán ghê. Bởi nhiều khi làm khùng làm đi nói bà có lý do hết. Nhà tôi ba đời lại nói xạo đó, bà hiểu không? Bởi vậy bán bánh tráng trộn mà chở mặt còn hơn cái bánh tráng nữa. Bởi chị tôi ế suốt đời. Sao ế được phòng ế gì? Đâu tại người chết bà rồi đó. Ế suốt đời là ông bán ế suốt đời. Ông nhờ bán chung với tôi, nhờ cái miệng tôi mới bán đắt như ngày hôm nay. Chứ làm miệng tôi hiền vậy. Quá trời. Gì vậy? Mặt đã sửa giả rồi mà cái tính cũng không hề giả trân. Chị mới nói vậy? Cái mặt đã giả rồi mà cái tính không hề giả trân. Mới nói gì vậy? À.